Lately it's looking like everything perfect. Out the mud with it, I put the work in. You can find me where that turf is. Pin precision like a surgeon. Bad ones used to curb me. Showing up to the show when the curtain split. She know that I'm worth it, I'm finna go up, I'm aerial. I got the hit stash, got a bracelet for impact. Real tricky, quick to flip a pretty penny to a thick stack. Quick stat, think fast and I talk real. I give a fuck about how they feel. Me and Zay just dropped the propane and it sounded like Mass Appeal. For my dog, I'ma ride to the wheels kill. Got his hand on the hammer, so keep it legit. I've been the man with the blueprint, I'ma stop till I own every brick. I used to lay out in the line just to feel the world spin on its axis. Now I got the access and the last laugh, got it off of the passion. I keep it 100 on the dash, now that we got our subtraction. Slick talker, I'm a showstopper, you are not solid. Tread cautious, couldn't go a mile in my toe boxes. Stunning shade with the Visine, light it up and bring the vibe in. Lime tint, color spot beam. Chào các bạn, thì hôm nay Khánh sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc Ducati Hyper 950. Thì cái chiếc này đã độ rất là nhiều đồ chơi rồi. Thì không biết là có ai thấy qua chiếc xe 950 nào mà độ nhiều như thế này chưa? Thì mình sẽ vào luôn chi tiết. Thì đầu tiên á, dàn đầu. Thì anh em cũng thấy ở đây là chủ xe là sử dụng cùm thắng là cùm phải là Rambo này, hay gọi là Rambo Rossi á anh em. Đó, cờ Ý đồ ben đầy đủ. Bên phải thì là cùm Berosa, Bullet Berosa đó. Thì cùm này là đúng zin của Berosa chứ không phải là cái cùm Bullet rồi tiện cái khúc này nha anh em. Rất là nhiều anh em hay nhầm lẫn ở cái chỗ này đó. Cặp cùm công tắc xài là đồ CNC Racing mà của Phạt Ma. Phạt Ma là cái tên cái đội đua đó. Thì cái đồ CNC nào, đồ nào mà có thêm cái chữ Phạt Ma thì đồ đó nó sẽ mắc hơn so với lại cái y chang vậy nhưng mà là bản bình thường. Thì xe này tổng quan thì cũng đã full đồ của CNC Racing này đó. Cái nào mà Phạt Ma được thì cũng đã Phạt Ma luôn rồi. Cặp bình dầu Motocot đó, cái này là bình zin xịn luôn nha. Thì nói chung là xe mà độ lên tới cỡ này thì đương nhiên là không có sử dụng đồ lô được rồi. Xi nhan trước thì sử dụng mô tô gắt ghét, sau cũng mô tô gắt ghét. Phuộc trước sau thì sử dụng là của xe Hyper 950 mà bản SB đó. Thì bản thường thì nó không thì nó khác, nhưng mà đây là xe 950 nhưng mà sử dụng cặp phuộc trước sau của bản SB đó. Phuộc Olin SB phía sau cũng vậy. Đĩa trước thì là đĩa Rambo, theo Rambo. Hấp gió thì Phạt Ma Racing Carbon. Cái này là để giải nhiệt đĩa. Và heo thì nó hút gió vô đây, heo bạn chạy gió lùa vô đây, nó thổi mát cái đĩa với lại con heo đó. Nguyên một bộ dây dầu thì là sử dụng dây dầu heo bấm riêng custom. Sử dụng cái đầu là đầu ệt, dây thì dây heo đó, nhưng mà đầu thì đầu ệt. Cặp heo trước Rambo Nikken nhìn rất là sáng xe. Mâm thì đương nhiên rồi, Marchesini đó. Thì mâm thì anh em có hai sự lựa chọn, là một là Marchesini, hai là OZ Racing. Thì chủ xe thích cái màu vàng của Marchesini hơn, tại vì cái màu vàng của Marchesini thì nó đậm hơn và nó có vẻ nó bóng hơn đó. Rồi, những cái phụ kiện liên quan như là ốp các nước, Evotech thì đương nhiên là đầy đủ rồi. Dàn ống nước Samco Sport chính hãng. Đèn thì sử dụng đèn trợ sáng Clear Water. Thì cái đèn Clear Water này nếu mà anh em nào mà chưa biết á thì mình cũng giới thiệu luôn là cái Clear Water này nè, nó rất là sáng. Nó là sáng nhất, gần như là sáng nhất trong cái dòng đèn mà đi tour đi phượt, thì được anh em biker toàn thế giới sử dụng rất là nhiều. Thì cái này nó có hai cái chế độ, một là bóng trắng. Thì đây, mình sẽ gỡ cái này ra để anh em thấy. Đây, nếu mà bình thường á, không trời không mưa thì anh em cứ để bóng trắng cho nó sáng, không có cần cái chụp này. Còn nếu mà mưa hoặc là đôi khi chỉ cần là anh em sợ ngại đá văng á, thì anh em chụp thêm cái chụp vô đó, thì nó sẽ chuyển qua đèn vàng. Thì đèn vàng mà trời mưa nó sẽ bám đường tốt hơn là đèn trắng đó. Carbon thì của xe này thì gần như là gắn full hết rồi,
chỉ có những cái phần này chưa có sử dụng carbon, là bởi vì nếu mà sử dụng luôn carbon đó, thì nó sẽ mất đi cái màu đỏ đặc trưng của Ducati. Ở đây thì là cái này là mới update luôn cách đây vài ngày đó, hàng cũng mới về luôn, là hai cái ốp đây. Bình thường thì nó không có hai cánh gió này đâu, nhưng mà cái thế hệ mới nhất thì nó có thêm hai cánh gió, nó sẽ tạo cho cái phong cách là wow hơn, và nhìn nó giống những cái xe mà MotoGP đang chạy ở cái thời điểm hiện tại, thì gọi là xe mô tô nào bây giờ nó cũng mọc cánh hết rồi. Thì đây gọi là mọc cánh nè các bạn đó. Thì cái tác dụng của nó là gì? Tác dụng của nó là khí động học, ôm đường sát hơn, rồi ABCD gì đó đó. Nhưng mà ở đây thì trước mắt đập vô mắt mình đẹp và ngầu. Cần số quick ship 2 chiều sử dụng của Corona đó, ben dầu CNC Racing. Những nắp chụp này toàn bộ là được chủ nhân chiếc xe trao chuốt, không thiếu món nào hết, CNC Racing toàn bộ luôn. Bộ gác chân đó, đó, những cái miếng ốp này cũng là CNC Racing luôn đó. Đây cái tem hãng còn Ducati. Rồi cùi dĩa sau cũng CNC Racing đó, full đồ chơi hết. Có những một cái này đập vào mắt khi mà mình vừa bước tới chiếc xe, để một cái điểm rất là đẹp là cái da yên cũng đã thay bằng CNC Racing, Phạt Ma Racing luôn đó, như vân carbon. Rồi cái phần giữa nó làm nhám nè, thì khi mà anh em bóp thắng gấp á, nó sao không có bị tuột đó. Tổng thể chiếc xe thì đã quá đẹp rồi đó. Mình sẽ có những cái bộ hình chi tiết gửi đến cho anh em. Thì về phía bên nãy giờ là mình giới thiệu là phía bên trái xe, còn bây giờ bên phải xe thì đó, anh em cũng thấy những cái đồ cũng giống như bên kia, nhưng ở đây sẽ có những cái miếng ốp carbon thân máy lòi ra, nhìn nó cái xe rất là wow. Cặp chống đổ cũng Evotech luôn, nắp nồi CNC Racing. Thì chủ xe là đang muốn lên nắp nồi khô, lên bộ nồi khô, nhưng mà chưa có hàng đó, nên tạm thời trước mắt là xài cái bể cá. Đây, bể cá CNC Racing luôn kèm những cái phụ kiện đỏ 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 này, bên trong là phải mua thêm nha anh em. Ben đạp sau cũng sử dụng là ben đạp Billet. Thì anh em cũng thấy rồi, ở trên mà đã sử dụng cùm Billet, một bên Rossi, một bên Berosa, thì đằng sau cũng phải là ben đạp Billet luôn. Đó, thì bên mình á, khi mà làm những cái đầu dầu này nè, thì bên mình lại chọn cái phương án là làm cái đầu dầu chọt thẳng vô luôn. Tuy là canh hơi hơi khó, nhưng mà nó đẹp và nhìn cái xe nó ra cái chất MotoGP. Đó, anh em thấy nhìn như ở đây là mình chọt thẳng vô luôn, thay vì anh em đây là có cái lỗ rồi đâm con ốc ốc gió vô, đâm con ốc dầu có kèm ốc gió vô. Đó, thì mình là chọn phương án là chọt thẳng vô luôn. Nhìn nó làm nó hơi cực nhưng mà rất là đẹp. Đó, dàn bộ cổ bô full titanium, uống rất là thẩm mỹ và không có một cái chỗ nào là gọi là vết mớp, thì anh em cũng sẽ thấy rồi. Đây, đó, toàn bộ. Ở đây thì lòi ra nguyên một cái mâm rất là đẹp. Vỏ sử dụng là Diallo Rosso 3. Cặp bô này thì mình rất là ưng ý ở trên chiếc xe, bởi vì cặp bô này là cặp bô Aston Racing. Thì mình rất là thích Aston Racing ở cái chất bô của nó làm rất là đẹp, cái miệng ra kim cương đó, cái miệng là cái miệng kim cương, và cái tiếng âm thanh của nó rất là uy lực đó. Thì thật sự đối với mình thì là cái Aston Racing này nó cho ra cái âm chất âm mà mình thích nghe nhất ở các dòng xe mô tô, nó là vậy. Thì đây là một cặp mình custom vô, là bởi vì hãng mà muốn đặt cái đúng cái bộ này về, thì hiện nay là do ảnh hưởng của dịch Corona nên là hãng cũng thông báo luôn là đặt rất là lâu. Nếu mà muốn đặt đúng một bộ Aston Racing cho xe này thì đâu đó phải chờ 8 tháng đó, thì rất là lâu nên mình không có chờ nổi, nên là mình custom một cặp Aston về đâu. Rồi hai cái cánh che đây thì hai cái miếng này á, nếu mà các bạn gắn bô zin á thì các bạn mới
hoặc là một số cái loại bô độ nó mới gắn được, nó mới có cái bộ bát để gắn hai cái miếng này. Thì bên mình là gắn Austin, nó không có đưa hai cái bát này, thì mình chế hai cái bát để mình gắn được hai cái miếng carbon ngay đây rất là chắc cú đó, không có bị ấy, không có bị lỏng lẻo. Lần đầu thì đương nhiên rồi, đặt vô chi tiết nhất vẫn là từ trên đầu đổ xuống đó, ghi bông carbon, trợ lực mubo titan, bảng titan, nắp xăng đầy đủ hết. Thì cái nắp xăng này nè anh em chú ý nha, khi mà mình đổ xăng á, khi mình dặn lên mình phải dặn cho hết nó nghe cái cốc. Anh em đừng có dặn vội quá, anh em đừng có dặn lỡ cỡ tới đây chạy có khả năng nó sẽ văng lên đó, dặn là phải dặn cho kỹ đó. Anh em cũng nghe tiếng một cái cốc rất là lớn rồi. Thì cái bài review của mình á, mình không có đi vào cái công suất xe, bởi vì những cái đó là những cái anh em có thể search và đọc trên mạng rồi. Mình cũng không phải là một người chuyên Ducati đó, nên tổng thể xe này mình chỉ muốn đến giới thiệu đến với anh em là cái dàn đồ chơi khủng của nó thôi đó. Thì cơ bản nãy giờ thì anh em cũng đã nhìn thấy rồi, thì sau cái clip mình sẽ có những cái đoạn phim và hình ảnh chi tiết những cái món đồ chơi, thì lúc đó mời anh em tham khảo thêm để nhìn vào chi tiết, để anh em đánh giá cái xe đó nó có phải thuộc dạng là khủng như mình nói hay không. Rồi, xin cảm ơn anh em, nếu thấy hay hãy để lại cho Khánh một like và subscribe. Rồi, xin chào anh em và hẹn gặp lại. You was never who you said, I see the facade when looking, it really be that quick to tell. My guard up, I ain't taking L's, if it's not in my favor, won't sign a deal. I got the royalty in the mail, I got authority in the field. Take a look in my iris, I be precise with the timing. I move on a touch like they high risk, I never know where my mind went. Ayy, I got a lot on my plate, I got an eye on the prize, and I'ma make sure that we straight. Yeah. Like it's a lot on my mind, I got an eye on the prize, and I'ma make sure that we straight. I'ma make sure that, ayy, I got a lot on my plate. I got an eye on the prize, and I'ma make sure that we straight. Yeah. Look, it's a lot on my mind, and I got an eye on the prize, and I'ma make sure that we straight. I'ma make sure that.